Thưa quý vị và các bạn, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam và trên thế giới sắp có những ngày hè sôi động, ăn bóng đá, ngủ bóng đá khi mà cùng một thời điểm có tới hai giải bóng đá lớn đồng loạt diễn ra là vòng chung kết bóng đá châu Euro 2016 và giải bóng đá vô địch Nam Mỹ Copa America. Tuy nhiên, do chênh lệch múi giờ nên các trận đấu thường diễn ra vào lúc nửa đêm hoặc là rạng sáng và thông thường thì tùy vào mức độ đam mê, sức khỏe và cả công việc mà chúng ta sẽ quyết định xem là trận nào và không xem trận nào. Tuy nhiên, có một số người vì yêu cầu công việc mà tuyệt đối không được xem bóng đá trong giờ làm việc, đó chính là các nhân viên của ngành đường sắt. Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa ra văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá châu Âu và Nam Mỹ. Trong thời gian diễn ra hai giải đấu này, các đơn vị không để TV tại trụ sở, phòng làm việc. Ngoài ra, thì nhân viên ngành đường sắt bị nghiêm cấm sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy tính nội bộ, v.v. để xem bóng đá khi trong giờ làm việc. Các bộ phận sẽ được giám sát nhiều nhất là bộ phận gác ghi, nhân viên tuần đường và nhân viên phục vụ trên tàu. Chúng ta đều biết là đường sắt và hàng không là những ngành đòi hỏi sự tập trung cao độ, vì chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thì có thể dẫn đến những tai nạn thảm khốc, và đã từng có không ít những tai nạn đường sắt làm nhiều người chết xảy ra chỉ vì nhân viên gác chắn ngủ quên hay là lơ là trong ca trực. Tuy nhiên thì tôi nghĩ do quy định này là hoàn toàn cần thiết. Vâng, và với các fan bóng đá cuồng nhiệt thì chuyện thức khuya xem bóng đá là một chuyện rất là quen thuộc, và thậm chí là nhiều người còn coi việc xem hết cả một giải đấu như là một chiến tích để có thể là khoe với bạn bè và mọi người. Và tuy nhiên thì thỉnh thoảng thức khuya từ 1 đến 2 đêm thì không có gì là đáng ngại cả. Còn thức khuya trong một khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến rất nhiều điều không tốt cho sức khỏe như là giảm trí nhớ, mờ mắt, đau cơ, nổi mụn, tăng cân, tăng huyết áp hoặc là thậm chí là có thể gây ra bệnh tiểu đường nữa. Vâng, và nghiêm trọng hơn nữa thì nó có thể làm cho bạn mất mạng. Vào kỳ Euro 2012 thì một thanh niên 26 tuổi người Trung Quốc đã qua đời sau 11 đêm thức khuya. Bạn bè của anh cho biết là anh chàng đã thức trắng đêm để xem bóng đá rồi ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, không chịu ngủ lấy sức. Ngoài ra trong lúc xem bóng đá thì anh này còn thả sức nốc bia và hút thuốc lá. Hậu quả là hệ miễn dịch của anh suy giảm nghiêm trọng. Và vào ngày 19 tháng 6, sau khi xem xong trận đấu giữa Ireland và Italia, thì anh đã ngủ thiếp đi và đã không bao giờ tỉnh lại nữa.